Hội Phụ nữ phường Lương Sơn hiện có 21 chi hội với gần 2.300 hội viên. Phát huy truyền thống các tầng lớp phụ nữ phường Lương Sơn đã tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương và hội cấp trên. Nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức hội cấp trên, sự phối hợp của các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Lương Sơn đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là thực hiện phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới. Mặc dù phụ nữ làm nông nghiệp chiếm đến 70%, nhưng phụ nữ trong toàn phường luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, để mạnh các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ nhau xây dựng gia đình hạnh phúc phát triển kinh tế hội đã thành lập mô hình học tập và làm theo gương bác tại tri hội phụ nữ với 63 hội viên tham gia. Hàng năm giúp đỡ ít nhất 2 hội viên làm chủ hộ thoát nghèo, 100% tri hội phụ nữ đều duy trì các mô hình tiết kiệm với gần 2.200 lượt chị em tham gia, đã tiết kiệm được 240 triệu đồng cho 65 lượt hội viên phát triển kinh tế. Việc đẩy mạnh các hoạt động hướng về hội viên, chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên đã được hội viên ghi nhận Cấp ủy chính quyền đánh giá cao tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 88,24%; tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026 với mục tiêu phấn đấu 100% hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ, tỷ lệ thu hút hội viên hàng năm từ 0,5 đến 1% trở lên. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng điều lệ, Đại hội đại biểu phụ nữ phường Lương Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 9 tháng 4 đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành, 22 đồng chí dự đại hội cấp trên.